Cảnh sát chính thức kết luận khép lại vụ án nữ diễn viên chiếc lá bay tử nạn, không phải bị sát hại, kết tội cả năm người bạn. Theo Thái đưa tin nóng vào sáng nay, ngày 26 tháng 4, cảnh sát đã tổ chức họp báo để đưa ra kết luận khép lại vụ án nữ diễn viên chiếc lá bay tăng mỡ Nida tử nạn trên sông Chao Phraya với sự tham gia của 500 người vào ngày 25 tháng 4. Trước đó, cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát số 1 đã gặp gỡ và họp bàn lần cuối với đơn vị công tố trước khi khép lại vụ án. Sở Cảnh sát tỉnh Nonthaburi đã điều tra vụ việc suốt 2 tháng, thẩm vấn hơn 140 nhân chứng, Thu thập được 8 file lớn và hơn 1.000 trang dữ liệu cùng nhiều bằng chứng khác. CCTV trích xuất từ 70 chiếc camera thu về hơn 200 clip, cho thấy nhiều góc độ rõ nét về tình tiết tăng mỡ Nida rơi xuống sông. Trung tướng Chirafat Phumchit, chỉ huy của Sở Cảnh sát số 1 khẳng định vụ án đã được khép lại và không cần phải điều tra thêm nữa. Đã nói đến nay, cảnh sát đã đưa ra kết luận ban đầu, tăng mỡ Nida tử nạn do nghi phạm sơ suất, không phải bị sát hại. Vết thương trên thi thể của cô cũng được kết luận là do chân vịt của thuyền gây ra. Đúng 12 giờ 30 phút trưa nay nếu không có gì thay đổi, phía cảnh sát sẽ đưa ra tuyên bố chính thức khép lại vụ án. Cảnh sát đã sử dụng hai màn chiếu lớn ở họp báo để phân tích rõ bằng chứng trong buổi họp báo ngày hôm qua. Trung tướng Chirafat Phung chích, chỉ huy của sở cảnh sát số 1, cùng bốn thiếu tướng đứng đầu các sở cảnh sát khu vực đều có mặt. Tuy nhiên, năm đối tượng gồm Robert, quản lý Gratic, Rolf, San, Po đều không có mặt, khiến công chúng càng thêm phẫn nộ. Trước đó, nhóm bạn này khẳng định tăng mỡ Nida bị rơi xuống nước do đi tiểu tiện ở phía sau thuyền. Lúc đó, San là người đã cho tăng mỡ nắm chân để giữ thăng bằng nhưng cô bạn này lại chỉnh mảng dùng điện thoại, không để ý đến bạn. 3 giờ 30 phút chiều ngày mùng 4 tháng 4, Kratik, quản lý của tăng mỡ Nida, đã tới đồn cảnh sát Muang Non Taburi theo giấy triệu tập của cơ quan công an và thừa nhận tội khai man. Công chúng và cảnh sát càng thêm nghi ngờ đây là vụ hãm hại chứ không chỉ đơn thuần là tai nạn. Được biết, luật sự các bên tham gia vào buổi họp báo để làm rõ vấn đề nghi vấn trên. Đến nay, cả năm đối tượng đi cùng thuyền với tăng mỡ Nida đều đã bị cơ quan công tố kết tội. Cụ thể các tội danh như sau. 1. Paul và Robert, sơ xuất gây ra cái chết cho người khác. 2. Job, khai Man, tiêu hủy bằng chứng để tránh mức án hình sự. 3. Quản lý Karek, khai Man, tiêu hủy bằng chứng, xóa clip và ảnh. 4. San, sơ xuất làm chết người. Trước đó, Trang Nai Entertainment cũng đã chia sẻ thông tin về các tội danh cùng mức án tù dự kiến của nam nhân vật ngồi chung thuyền với tăng mỡ Nida như sau. Hiện công chúng đang nín thở chờ đợi kết luận cuối cùng của cảnh sát vào 12 giờ 30 phút trưa nay ngày 26 tháng 4 dù sở cảnh sát các bên đã đưa ra lập trường chắc chắn vào họp báo ngày 25 tháng 4. Tuy nhiên làn sóng phản đối và phẫn nộ của dư luận đã lên đến đỉnh điểm. Nhiều netizen để lại bình luận thất vọng dưới bài đăng của trang Entertainment trên Facebook về kết luận vụ án, đúng là không có công lý, tôi cảm thấy vô cùng thương tiếc cho tăng mỡ. Ác quỷ là có thật và quả báo sẽ đến sớm thôi, vì vụ án này mà nhiều người mất niềm tin vào cái thiện. Công lý cứ như cát bụi mà thôi. Đúng là mệt mỏi.